Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn sản phẩm mới mình mới làm. Đây là hòm 60 các bạn, rất là bền. Cái này xử lý xong rồi, còn hòm này hòm 48 các bạn, thật đẹp các bạn thấy không? Đây, rất là đẹp các bạn. Chắc là chắc chắn. Con này thì lưa nó khoảng 1,5 cân, 2 cân có lẽ vào được thoải mái. Hòm 60 thì đường kính 60 nhá các bạn. Hòm 48 thì loại 48 thôi. Rất là đẹp các bạn. Đây, mình xíu nữa đóng hàng để gửi đi cho họ. Dạo này nhiều khách đặt hàng lắm các bạn. Rất là đẹp các bạn. Nếu ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Cái đẹp này, quá đẹp nhỉ. Rất đẹp. Rồi, chúc các bạn may mắn nha. Nhớ đăng ký kênh để coi những video hướng dẫn làm môi. Xin chào các bạn.